Chào các bạn nha. Có bạn khách đặt mua mình ít gỗ cắt theo nhu cầu. Kích thước thì bạn đưa cho mình. Ở đây có 30 tấm, 10 tấm này. Gồm 3 kích thước khác nhau. 10 tấm là một kích thước. Loại này thì nó khá là nhỏ, không biết là bạn làm cái gì. Ván gỗ này thì mình chuyên làm tranh gạo nhé. Độ cứng rất là cao. Một mặt là xanh, mặt còn lại là vân gỗ. Kích thước của mỗi tấm đó là, tấm này là 11,4. Nhân 15,4. Tấm này là 15,6 nhân 12,4. Còn tấm này là 12,4. 12,9. Thì các bạn có nhu cầu mua gỗ, mua ván gỗ thì có thể là đưa kích thước cho mình cắt to hay nhỏ, nó khá là đa dạng. Có những cái kích thước là chẵn như là 15-20, 20-30. Ngoài ra thì các bạn có nhu cầu đặt những kích thước nó theo số đo riêng của các bạn thì có thể là nhắn cho mình. Thì link sản phẩm mình có bán trên Shopee và mình để trong mô tả. Ok, cảm ơn các bạn.